Tối ngày 31 tháng 1, tại di tích cấp quốc gia đặc biệt Đền Ngọc Sơn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội đã ra mắt chương trình trải nghiệm Ngọc Sơn, Đêm Huyền Bí. Tại lễ ra mắt, trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội, Nguyễn Doãn Văn cho biết. Từ nghị quyết 09 của Thành ủy, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội nhận thức được rằng di sản dù giá trị đến mấy vẫn mới chỉ là tài nguyên, muốn tạo nên sức hấp dẫn để thu hút khách du lịch, phát huy tối đa giá trị di sản thì cần biến những giá trị di sản đó thành sản phẩm văn hóa, từ đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng môi trường xã hội Việt Nam lành mạnh, xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện đại có văn hóa. Để thực hiện nhận thức đó, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội đã xây dựng chương trình trải nghiệm Ngọc Sơn Đêm Huyền Bí. Chương trình được chia làm 5 chủ đề chính, tương ứng với các khu vực kiến trúc riêng biệt của di tích Đền Ngọc Sơn, gồm lễ ban chữ Thánh Hiền tại khu vực Tháp Bút, nghi thức đón linh khí của trời đất tại khu vực Cầu Thê Húc và Đắc Nguyệt Lâu, truyền thuyết vua Lê Lợi Trả Gươm diễn ra tại khu vực mặt hồ phía trước đỉnh Chấn Ba, nghi lễ cầu an diễn ra trong khu vực đền chính, tham quan phòng trưng bày tiêu bản rùa hồ Gươm và ván cảnh đền. Điểm khác biệt của chương trình so với những sản phẩm đêm khác của Hà Nội đó là sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính của di tích quốc gia đặc biệt Đền Ngọc Sơn và các nghi lễ truyền thuyết dân gian được lưu truyền tại di tích. Chương trình sử dụng âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp các màn trình diễn để truyền tải đến du khách những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam theo một cách mới. Tôi có thể nói đây là một cái chương trình rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Nó không chỉ là nói chuyện xưa, nó không chỉ là nói chuyện huyền thoại, mà nó đưa con người ta về một cuộc sống thực, nhưng mà cuộc sống thực trong mơ. Một chương trình rất là thú vị, rất thú vị. Từ âm thanh, ánh sáng cho đến tiết tấu của chương trình rất tốt, ngắn gọn nhưng mà rất ấn tượng. Tháp Bút họ giới thiệu cũng rất hay, rồi Cầu Thê Húc rất hay, rồi chuyện huyền thoại Hồ Gươm, Trà Gươm đều rất hay. Và một cái tiêu bản về hai cụ rùa cũng rất hay. Và bởi thế chắc chắn tôi nghĩ rằng du khách xa gần trong nước cũng như nước ngoài cũng sẽ rất ấn tượng. Trong chương trình, du khách được nghe những bài hát về Hà Nội, múa nghệ thuật trên Cầu Thê Húc. Điểm nhấn là màn biểu diễn tái hiện vua Lê đi thuyền rồng, Trả Gươm báo cho rùa vàng. Đây cũng là màn trình diễn hấp dẫn người dân và du khách, không chỉ bởi việc sử dụng công nghệ trên mặt nước mà còn bởi tính sử thi huyền bí. Tham gia chương trình trải nghiệm, du khách được nhập vai vào các nghi lễ văn hóa dân gian truyền thống của người Việt. Bản thân đền Ngọc Sơn thì cũng là một trong những cái hạt ngọc rất là đẹp và rất là quý giá ở giữa lòng thủ đô Hà Nội. Thế cho nên rằng là tôi hy vọng rằng chương trình này sẽ tạo được cái sự hấp dẫn cũng như là cái những cái cảm xúc, những cái cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả thủ đô cũng như là du khách ở trong và ngoài nước. Đền Ngọc Sơn nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất của thủ đô. Đền Ngọc Sơn là di tích thể hiện hiện tượng hỗn dung văn hóa của người Việt với việc thờ nhiều vị thánh, thần khác nhau. Trong đó quan trọng nhất là anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Những hạng mục của ngôi đền như Tháp Bút, Đài Nghiên, Cầu Thê Húc từ lâu đã là niềm tự hào của người dân thủ đô. Đây tiếp tục là một cái sản phẩm văn hóa, nó thể hiện cái sự sáng tạo của Hà Nội, đặc biệt là khi Hà Nội đã trở thành thành phố sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Và cái điều đó thì chứng minh cho chúng ta biết được rằng là cái sức sáng tạo của Hà Nội rất là lớn, cái tiềm năng văn hóa của Hà Nội rất là lớn. Ở đây thì chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng là Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa của cả nước. Hà Nội cần phải trở thành cái hệ điều tiết cho sự phát triển văn hóa của cả nước và cần là cái ngọn hải đăng để dẫn dắt cái sự phát triển văn hóa của cả nước. Những các cái ví dụ như chúng ta thấy ngày hôm nay ấy, là những ví dụ tuyệt vời để cho thấy rằng là nỗ lực của Hà Nội trong cái việc khẳng định những cái giá trị văn hóa của mình, khẳng định cái vị trí đi đầu dẫn dắt sự phát triển văn hóa của cả nước của mình. Và chắc chắn rằng là chúng ta có thêm cái niềm tin rằng Hà Nội sẽ hoàn thành tốt cái chức trách, cái nhiệm vụ là điều tiết cái sự phát triển văn hóa của cả nước. Việc ra mắt sản phẩm trải nghiệm Ngọc Sơn, Đêm Huyền Bí góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của Hà Nội, được kỳ vọng thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô. Sau đêm ra mắt, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội sẽ bắt đầu đón khách trải nghiệm chương trình vào các tối từ thứ 2 đến thứ 6. Dự kiến mỗi tối sẽ phục vụ 60 đến 70 khách.